để trở thành sở sửa chữa ô tô chuyên nghiệp không còn là giấc mơ. Chỉ sau 6 tháng học thực hành thực chiến tại trung tâm VATC, bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần có của thợ sửa chữa ô tô chuyên nghiệp, sửa chữa được mọi căn bệnh về hệ thống điện trên xe ô tô, nâng cao tay nghề và thu nhập. Tham gia khóa học kỹ thuật viên chẩn đoán và sửa chữa điện tử ô tô chuyên nghiệp tại trung tâm VATC giúp bạn nắm chọn những kiến thức và kỹ năng về các kiến thức cơ bản và nâng cao về điện ô tô, kỹ năng cần có của một người thợ điện ô tô, kỹ thuật cơ bản trong sửa chữa ô tô, kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện thân xe, kỹ thuật sửa chữa hệ thống điều khiển động cơ ô tô hiện đại, sử dụng phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô vào sửa chữa, kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa các hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô đời mới. Hôm nay trung tâm VATC vui mừng tổ chức lễ bế giảng của lớp học kỹ thuật viên chẩn đoán và sửa chữa điện điện tử ô tô chuyên nghiệp khóa K31. Cùng lắng nghe những cảm xúc và những chia sẻ của anh em học viên sau 6 tháng học tại trung tâm VATC nhé. Xin cảm ơn các anh, các thầy và các anh em của lớp mình đã đồng hành với em trong thời gian vừa qua. Đến với trung tâm này là trung tâm VATC này là em được rất là nhiều điều. Thứ nhất là về trong việc học là trung tâm đã đầy đủ điều kiện để giúp em phát triển. Nhớ không lầm là đầu năm vào là thầy Luyện với thầy Nghiêm có nói là khi mà mở một cái sơ đồ mặt lên là lúc đó là cái chân của tụi em là sẽ nhìn vào là như một cái rừng. Nhưng mà đến sau những tháng học vừa qua thì bây giờ lật lại nhìn thấy thì nó dễ rồi. Đúng rồi. Còn đến nay thì được với anh em là cũng được tạo điều kiện vui chơi. Rồi, nói chung là em cảm ơn trung tâm VATC của mình rất là nhiều ạ. Em xin hết ạ. Lời đầu tiên thì em cũng xin phép gửi lời chào tới các thầy và các anh em trong khóa K31 của mình. Sau mà 6 tháng mà học ở VATC á, thì em cảm thấy là ở đây nó có một cái môi trường là đào tạo tốt. Vì thật ra như thời gian ban đầu á, cái lúc mà em vừa mới vô đây á, thì em có làm ngoài rồi, nhưng mà em nhìn vô điện đụng các kiểu là em không biết là nó sẽ hoạt động như thế nào, rồi nguyên lý nó đi như thế nào, hay là một cái chiếc xe mình sẽ xử lý cái gọi là một cái quy trình của nó là từ đâu. Mà sau khi kết thúc 6 tháng học ở đây á, thì giờ em có thể là giải quyết được vấn đề rồi. Lại em cũng một lần nữa em muốn cảm ơn tới trung tâm đã làm một cái cầu nối để em có những người anh, những người bạn và những người em. Em xin hết ạ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa thầy Đặng Văn Luyện, giám đốc trung tâm đào tạo ô tô Việt Nam VATC. Kính thưa các thầy và anh em học viên K31 thân mến. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới quý thầy và anh em học viên K31 lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất. Mới ngày nào thôi mà đến hôm nay đã ngót nửa năm trời trôi qua mà anh em chúng ta đã được học tập những kiến thức quan trọng của các hệ thống điều khiển ô tô, những ban bệnh thường xuyên hư hỏng, những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành, máy chuẩn đoán chuyên hãng, máy chuẩn đoán đa năng, các thông số kỹ thuật, phương pháp đo kiểm, cách xác định vị trí và nhận biết màu dây, xác định chân rắc, hệ thống điều khiển điện thân xe, hệ thống điều khiển điện động cơ và các cảm biến tín hiệu gửi đi gửi về, vân vân. Đối với tôi là lần đầu tiên là được học, được biết, được sờ và được thấy, được đo, được kiểm và được vẽ. Tự thấy mình không đủ tự tin để sờ và đo kiểm tra các thiết bị. Ngoài việc thực hành còn có những học phần cực kỳ khó là những tiếng Anh, là những phần mềm đọc và hiểu các sơ đồ đường điện, các sử dụng các chức năng trên máy chuẩn đoán, đọc lỗi, xóa lỗi, đọc data list, chức năng đặc biệt và nhiều chức năng khác. Với tôi, những kiến thức trên là vô cùng khó học vì nhiều lý do, một phần cũng là rời xa sách vở mấy chục năm. Do tuổi tác nhưng với ý chí, tôi xây dựng cho mình một phương pháp học tập, chịu khó ghi chép, chịu khó ôn lại bài và làm bài tập về nhà đầy đủ và luôn có cái tư duy học tập, tận dụng tối đa những kiến thức của các thầy đã truyền đạt với phương châm
học thầy chứ tài học bạn. Để đạt được những kết quả trên, còn tôi còn được sự giúp đỡ của tập thể anh em K31. Hỏi han trao đổi những bài tập mà tôi chưa hiểu. Nhưng mà đặc biệt, được sự giúp đỡ của cháu Phạm Tô Thành và cháu Hà Duy Sĩ Hùng. Đã giúp đỡ tôi những cái lúc mà tôi hầu như là khó khăn trong vấn đề học tập. Đấy. Và giờ đây tôi vô cùng xúc động và không biết tâm sự gì hơn. Cuối cùng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, kính chúc thầy Đặng Văn Luyện và các thầy cùng toàn thể anh em cán bộ viên chức Trung tâm Đào tạo Ô tô Việt Nam VATC mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc trung tâm ngày càng lớn mạnh. Xin kính chúc tất cả anh em K31 mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và trở về với gia đình thân yêu của mình, tiếp tục phát huy những kiến thức mà mình đã học tập và để xây dựng kinh tế gia đình ngày càng giàu mạnh. Tôi xin chân thành cảm ơn. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc nào thì hãy liên hệ với trung tâm để được tư vấn nhé.